chúng ta đến nhà số 60, nhà 34, 36. Nhà 60 là nhà thành công rồi phải. Không phải, Tân Tiến. Nhà vật liệu xây dựng Tân Tiến. Xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở giao lộ Công Lý và Phan Thanh Giản. Ngày nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Theo hướng camera chúng ta sẽ đi về Bến Trương Dương. Trước mặt chúng ta đó là ngôi trường Trưng Vương, một ngôi trường xưa cổ ở Sài Gòn, mang đậm cái kiến trúc thời Pháp. Ngôi trường rất là đẹp. Thì trước mặt chúng ta đó là cái có một cái cô bán lê kima. Để cái trái này thì hay gọi là trái trứng gà hoặc là trái ô ma đó. Không biết các anh chị các bạn còn nhớ cái trái này không á. Một trong những cái trái mà hiếm hoi, ít người trồng. Bây giờ khi mà đến mùa thì ở trên cái trục đường Phan Thanh Giản này bán rất là nhiều. Trái này thì họ gửi ở ngoài quê vô, nhưng mà không biết ở tỉnh nào, chắc để em hỏi thử, mua thử, lâu lắm mà không ăn trái này. Và sẵn đây nhân tiện em dẫn cho anh chị và các bạn đi đi về một cái con đường mà chắc có lẽ ngày xưa cô chú anh chị ai cũng biết, đó là đường Công Lý. Và cuối đường này chúng ta sẽ nhìn lại một cái căn nhà xưa mà nó gắn liền với tuổi thơ của các anh chị và các bạn, đó là căn nhà số 60 Bến Trương Dương. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ hỏi cô này bao nhiêu một ký nha. Ủa trái này nhiêu ký vậy con? Trái này bao nhiêu một ký? 50.000 hả? Nhìn trái này đẹp quá ha. Lâu lắm rồi mới thấy cái trái này luôn á. Chụp hình cái. Cô bán đây lâu chưa? Hay là lúc nào cũng bán đây? Hay là tới mùa mới bán? Tới mùa mới bán hả? Cô lấy con nửa ký đi. Ủa trái này ăn làm sao cô? Lột vỏ rồi mình ăn cái vàng vàng đó hả? Đúng rồi, cái này chứ mình bán ở dưới quê mà. Ủa, cái này chứ mai chứ mình hả? Này ở đâu cô? Trái này ở đâu cô? Cần Thơ hả? Ủa giờ cũng có người trồng trái này nữa hả? Ủa, trái này nhìn thấy nó hay gọi trái ô ma gì đúng không? Đúng rồi, người bắt là trứng gà. Người bắt chưa trứng gà. Có đi đâu đi ngang đây, cô bán hay bán ở ngay cái trục đường này lắm mà, không lúc nào cũng bán đây đúng không? Đi mấy lần mà thấy cô bán cái trái này. Ủa bình thường hết mùa này cô bán trái gì? Trái này hả? Dạ. Cái này đi cô có hết mùa, nó có mà không có thấy, mà lúc đó lúc không, lúc nhiều lúc ít thôi. Ủa trái này có hoài vậy hả? Ờ nó có năm nhưng mà lúc ít lúc nhiều. Cái này là hồi đó lâu lắm, hồi nhỏ ăn nhưng mà giờ lâu quá không nhớ cái. Giống như ở dưới quê mình nè. Vậy hả? Không quên mà tiêm nhầm người, có cây hay cây chứ đâu có. Ồ vậy hả? Nghe thơm quá. Nghe mùi thơm thơm. Dễ chịu hả? Không không. Ăn này mấy người giống khoai lang á. Thử miếng đi. Thôi để về nhà ăn để thử ngoài đường kỳ quá. Mày có bán được mấy giờ? Dạ. Dạ. Thấy cái trục đường người ta hay bán cái trái cây lạ lạ. Trái châm đồ á. Bây giờ sáng mới có. Buổi sáng hả? Trái trăm bán sao luôn? Trái trăm thì mình đã 20.000. 20.000 lạng. Ủa trái đó là ở ngoài đồng ruộng mới có. Hả? Cái trái đó là cái cây lớn lắm, cây trăm là trái lớn. Nhưng mà cái nó ở ngoài ở trên mấy miệt núi đồ này kia mới có, chứ mình đây cũng có mà làm gì. Trăm ở dưới vùng mình là không ngon, không
còn không vui ra cái mùi chua chanh. Nhưng mà cái trái đó ăn đen răng. Đúng rồi. Đen. Dây dập đó bán chưa? Dây dập đó. À, nó bị dập. Dạ. Dập thì bỏ ra nữa. Ừ. Nên phải bán phải trừ hao ra cái dập nữa. Đâu nó dập dữ lắm. À. Dạ. Rồi thôi đi, cảm ơn cô nha. Chúc cô mua mai mới đắt nha. Hả? À, chia sẻ những cái trái cây lạ lạ ở Sài Gòn. Trái cây lạ lạ này cái trái này bữa nay nó có ngon, cái mâm này bữa nay không ngon. À, để bữa nào canh cái trái trái châm. Trái châm mà nè, bữa sáng á. Dạ. Sáng có khoảng tầm bữa nào ghé đi, sáng nay tiện đường đi ngang đây ghé thấy trái này lạ lạ nè. Cái trái này kia ba này là nó ở vô ở vùng cơ không bị còn cái trái này là ở An Giang đi. Ủa ở dưới quê cô đem lên rồi bán xong chạy về dưới hả? Không, xe gửi lên. À, xe gửi lên. Xe cái này á thì nó gửi cho chỗ gì từ nãy. À. Còn cái châm á cái trái châm lâu lắm rồi. Châm mày không có châm dập mày quay chi? Cho biết cái hình trái châm thôi. Thôi nó cái này nó bị hư. Cái này bỏ rồi đúng không? Bỏ rồi quay chi. Rồi thôi đi. Cảm ơn cô nha. Bữa nào ghé mua trái châm. Chúc mua ăn đắt nha. Rồi chúng ta đi nha. Hôm nay cô bán cái trái lê kima với trái châm, nhưng mà trái châm thì hư rồi nên mình hẹn lần sau đi ha. Thôi bây giờ chúng ta đi đến cái địa điểm của các chị và các bạn gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Bên tay phải mình đó là trường Marie Curie. Hồi nãy em nói nhầm là đường trường Trưng Vương, nhưng mà em lộn, đó là Marie Curie mới đúng. Ngôi trường rất là lâu năm ở Sài Gòn. Nếu các anh chị bạn có ai học trường Marie Curie thì chúng ta cùng nhìn lại những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, biết đâu mình nhớ về cái ký ức của Sài Gòn ngày xưa. Bên đây thì có đường Ngô Thời Diệm nè, con đường nổi tiếng với cái món ăn vặt phá lấu nổi tiếng ở Sài Gòn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi trên đường Công Lý. Cái đường Công Lý thì khi mà mình nghe đến thì là biết cái đường này nó có cái điểm đặc biệt gì rồi. Theo em nghĩ đó là do cái đường này ngày xưa và bây giờ nó có cái đường, có cái tòa án, cái pháp đình. Nên ngày xưa người ta đặt là đường Công Lý. Bây giờ là tòa án nhân dân thành phố. Có rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, nhưng mà chắc em sẽ thực hiện lần lượt. Chúng ta đợi đèn đỏ tí nha. Đó, con đường này, cái khúc này có rất là nhiều cây me. Không hiểu sao ngày xưa người ta hay trồng những cái loại me này. Có lẽ là nó lá nhỏ, tán ít, lá dễ phân hủy, hay là cái tuổi thọ của cây me lâu đời, hay là cây me ít lâu phát triển. Chính vì những nguyên nhân đó có lẽ nên ngày xưa người ta hay chọn cây me để trồng quá, không biết có phải như vậy. Chắc nhờ cô chú anh chị comment nhé. Chúng ta lại có cái đèn đỏ nữa. Giao lộ của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần. Ngày xưa là
Trần Quý Cáp và Công Lý. Nơi đây có cái trường học cũng rất là nổi tiếng, đó là trường Lê Quý Đôn, ngôi trường cấp 3 ở Sài Gòn. Không biết ngày xưa trường này có phải tên Lê Quý Đôn hay không, nhưng mà bây giờ là trường Lê Quý Đôn. Những cái tên xưa chắc có lẽ phải nhờ tới cô chú anh chị chúng ta cùng chia sẻ thì mới biết được. Đây là giao lộ Hồng Thập Tự và Công Lý. Dinh Độc Lập hay là gọi là Dinh Tổng thống ngày xưa, còn một cái tên tiếng Pháp nữa, nhưng mà có gì mà no no đó, nhưng mà em quên. Nó giao với trục đường Alexanderos, và bên đây là đường Hàn Thuyên, ở giữa có đại lộ Thống Nhất, và bây giờ là đường Lê Duẩn, để đi đến cái Thảo Cầm Viên và con kênh Nhiêu Lộc, cầu Thị Nghè. Chúng ta đi tới xíu nữa đó là cái Tòa án Nhân dân thành phố. Ngày xưa thì có cái tên rất là hay, nhưng mà có lẽ là để là pháp đình. Tòa án rất là cổ xưa rồi. Đây xét xử những vụ án lớn và nổi tiếng. Chúng ta cùng nhìn lại cái tòa án năm xưa. Bây giờ vẫn giữ nguyên cái kiến trúc tường vàng, màu sơn rất là đặc trưng của thời đệ nhất. Một cái màu sơn nó lên cái công trình 100 năm không à. Bây giờ mình nhìn cái màu nước sơn vàng vàng là mình thấy công trình nó xưa rồi đó, mang tính chất hoài cổ. Đây chúng ta đang tới giao lộ Lê Thánh Tôn. Tiếp tục nha. Ở trên cái đường này cái chỗ tòa án á, rất là cao và đi càng ngày càng thấp theo tục theo cái dốc này. Chúng ta sẽ đi đến đường Bến Trương Dương ngày xưa nè, bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt. Khu này thì có rất là nhiều người nước ngoài họ đến Sài Gòn để du lịch. Bên tay trái chúng ta đó là cái siêu thị lớn nhất ở Sài Gòn này nè, lớn nhất ở trung tâm Sài Gòn, siêu thị Sài Gòn Center là Takashimaya. Bên phải là cái Sài Gòn Que, nơi bán rất là nhiều quần áo, giày dép rồi túi xách. Nhưng mà
đa số là hàng phay thôi, nhưng mà nếu mà tầm giá trăm mấy 70 ngàn thì trong đó rất là nhiều. Đó, chúng ta đến giao lộ Huỳnh Thúc Kháng nè. Và qua bên kia là đường đại lộ Hàm Nghi. Ta sẽ đi thẳng luôn và đến cái chợ Cầu Móng ngày xưa. Và mình sẽ quẹo phải ha. Hôm nay thì trời không có nắng. Trời hơi âm u. Bầu trời không có trong xanh như mấy ngày trước. Tại vì dạo này mùa mưa đến Sài Gòn bất chợt những cơn mưa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây chúng ta đi qua ngay đây là cái rạp Kim Châu ngày xưa nè. Mà hôm qua em có quay cái video về con đường Nguyễn Văn Sâm và cái rạp Kim Châu. Mà bây giờ một phần của rạp đó là chung cư. Cái khu vực này cũng có rất là nhiều cái công trình thời xưa. Đây là đường Nguyễn Công Trứ. Có comment để nhắn em là đi đến cái đường Trịnh Văn Cấn và căn nhà ngày xưa. Chắc có lẽ em sẽ hẹn gặp lại trong những cái video sau nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến căn nhà 60 Bến Trương Dương. Cái comment này cũng rất là lâu rồi. Em cáo lỗi là vì nhiều công việc rồi này không có tiện để đi tiện đường để đi ngang. Hôm nay thì có dịp em sẽ quay và chúng ta cùng nhìn lại bên kia những cái building bên kia là quận 4. Những cái dãy nhà cổ bên tay trái nè. Có rất là nhiều, đây có cây đa rất là lớn luôn. Đây là giao lộ phố Đức Chính và Bến Trương Dương. Đây cũng có một dãy nhà xưa nè. Chúng ta đến nhà số 60, 34, 36. Nhà 60 là nhà Thành Công rồi phải. Không phải, Tân Tiến. Nhà vật liệu xây dựng Tân Tiến. Ở phía trước mặt chúng ta đó là cái cầu Ca Mét để đi về quận 4. Và bây giờ cái cầu này có rất là nhiều nhánh để đi xuống cái đường Bến Trương Dương này. Nên chúng ta thấy cầu rất hiện đại. Một bên là đi về chợ Dân Sinh. Chúng ta thấy một cái dãy nhà thời xưa. Trong đó có nhà Tân Tiến là nhà 60 Bến Trương Dương. Gửi các anh chị và các bạn một lần nữa chúc anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Một số hình ảnh về con đường Công Lý, những cái trái cây ký ức tuổi thơ gửi các anh chị và bạn xem để chúng ta nhớ về hình ảnh của Sài Gòn xưa và cập nhật một số hình ảnh của Sài Gòn nay. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị các bạn.